Rồi. À, theo yêu cầu của một bạn ở trên YouTube các bạn, à, mình sẽ test thử Gia Lâm Triệu Kiều Mobi. Rồi. À, cái máy là Menagerie X99W4 các bạn, à, CPU là E5-2697V3, à, socket là 1 thôi mà, tức là nó chạy 1 CPU thôi, 14 core và 28 luôn. RAM DDR4 48GB các bạn. À, ổ SSD NVMe, à, của Western Black các bạn, à, 250GB, đọc ghi, đọc 3000GB, 1600GB các bạn. À, RX 580 8GB của Gigabyte ha. Nhưng mà đang cho khởi động thử 20 cái khung giải lập nóc các bạn. À, cái cấu hình khung giải lập nóc của mình á thì mình đang cấu hình là CPU là 1 core, à, RAM là 1560. À, khung là 800 x 600 DDI là 150 nha các bạn. Mình đang chọn chế độ Speed Direct đó. Rồi, ở đây là mình đang lock 20 cái ạc vô nè các bạn. Bây giờ mình chạy thử nha. À, các bạn vô đây, à, vô ngay ba cái dấu chấm nè, ba cái dấu chấm này các bạn, sau đó mình chọn đồng bộ ha, đây lấy ạ, thì mình đồng ý ha. Mình mới thoát ra, mình cho nó lock vô lại từ đầu cho các bạn xem. Mình mở tắt ra thì cái trong cái giai đoạn mà khi mà mới load vô game nó rất là nặng các bạn. Các bạn thấy mấy cái khung hình đó, nó chạy mượt không? CPU vẫn mới có ba mấy phần trăm các bạn, rất là nhẹ nhàng. Cặn hình đang chiếm khoảng 48%, 46-48% các bạn. RAM khoảng 30GB nè.
tầm cỡ 5 người ta mới.